Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung chính sau đây. Nam Đàn, Tân Kỳ chú trọng cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Huyện Con Cuông tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Tân Kỳ đang từng bước đổi mới các nội dung hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Năm 2024, xã Nghi Dũng là đơn vị đăng ký với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ, làm điểm bộ phận một cửa. Điểm mới so với trước đây là ngoài việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa phương đầu tư máy tính chuyên dụng để người dân tiện tra cứu thủ tục hành chính và giao dịch trực tuyến. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm hiệu quả công việc của cán bộ công chức, nên các chỉ số cải cách hành chính đã được cải thiện. Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 chỉ đạt 11,7%, thì quý 1 đạt 29%. Thanh toán dịch vụ công trực tuyến năm 2023 là 6,68%, thì quý 1 đạt 62,33%. Tập trung một số nhiệm vụ quan trọng như là thường xuyên có cái đôn đốc ra soát, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, cái thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, đạo đức công vụ, hiệu quả công việc. Thứ hai nữa là tập trung để rồi nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho cái công việc. Thứ ba nữa là có cái ra soát lại cái công việc chuyên môn để phân công cho phù hợp, nhất là phân công lãnh đạo Ủy ban Nhân dân trực và trực tiếp giải quyết công việc tại bộ phận một cửa. Tại xã Giai Xuân, thời gian qua địa phương đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đến quan tâm bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong quý 1 năm 2024, các chỉ số cải cách hành chính xã Giai Xuân đã được cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Làm các thủ tục ở trên máy tính và trên điện thoại thông minh, chúng tôi là người dân thì rất là bỡ ngỡ, thấy rất là khó khăn. Nhưng mà được nhờ các cán bộ công chức ở phòng một cửa giới thiệu, hướng dẫn rất là nhiệt tình, chú đáo, cởi mở, và chúng tôi làm các thủ tục được nhanh chóng. Chúng tôi đã tổ chức ký cam kết cho toàn thể cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa. Ngoài về yếu tố con người, chuẩn bị về tâm thế, tư cách, tác phong để lề lối đổi mới, lề lối làm việc để phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì chúng tôi đầu tư trên 60 triệu đồng để trang bị lại các máy móc, trang thiết bị. Nhằm tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo quy định, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Ngoài ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tân Kỳ còn tổ chức ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính giữa trưởng các phòng ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn với chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Trong quý 1 năm 2024, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân huyện là 1.576 hồ sơ trên các lĩnh vực. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp xã là 3.738 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 2.669 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 1.022 hồ sơ. Tổ chức cái hội nghị ra soát đánh giá lại những cái kết quả đạt được, những cái hạn chế khó khăn trong công tác cải cách hành chính, rồi tìm ra nguyên nhân, nhất là cái nguyên nhân chủ quan, để giao trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo các phòng ngành, chủ tịch ban nhân các xã thị trấn để có cái giải pháp thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về cái thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trực tuyến trên cái dịch vụ công. Với những giải pháp đồng bộ, huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
chú trọng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả thủ tục hành chính cho mọi cá nhân doanh nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Nam Đàn luôn xác định công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, với phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết để làm mục tiêu phấn đấu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung nâng cao tỷ lệ người dùng thường xuyên hệ thống văn bản điều hành, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ số hóa hồ sơ, tỷ lệ thanh toán trực tuyến là chủ đề cải cách hành chính của huyện Nam Đàn trong năm 2024 và được địa phương lựa chọn 5 đơn vị để tập trung chỉ đạo điểm. Với hai mô hình công dân không viết và tuyên truyền cải cách hành chính, xã Kim Liên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, qua chương trình phát thanh chuyên mục cải cách hành chính định kỳ vào 17 giờ, ngày thứ năm hàng tuần sẽ có các bài hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến toàn trình, cũng như sử dụng dịch vụ công quốc gia. Đối với mô hình công dân không viết, khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, công dân là những người lớn tuổi, người gặp khó khăn khi điền vào các thông tin vào hồ sơ, đăng nhập dịch vụ công trực tuyến sẽ được hỗ trợ. Cả hai mô hình đều có sự tham gia tình nguyện của các đoàn viên thanh niên, được chính quyền địa phương cũng như người dân đánh giá cao. Bản thân tôi về tính chất công việc thì là thường liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại xã Kim Liên. Thì tôi thấy các thủ tục ở đấy thì ngày càng được đơn giản hóa, nhanh gọn. Thì hàng ngày thì trên thanh tra cũng đã có các chương trình hướng dẫn cụ thể để chúng tôi thực hiện các thủ tục thao tác hành chính bằng trên các trang web, nên là tôi thấy nên là việc thực hiện cũng rất là dễ dàng, thanh thạo. Với mô hình ngày không hẹn, Ủy ban nhân dân xã Nam Giang đã bố trí 4 cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa để kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Bởi vậy, có mặt tại trụ sở Nam Giang vào cuối buổi chiều, nhưng chị Đặng Thị Hải Minh, xóm 3 xã Nam Giang, đã giải quyết xong các thủ tục mua bán xe trong thời gian ngắn nhất. Tôi đến bộ phận một cửa của xã Nam Giang về đăng ký cái dịch vụ mua bán xe, làm cái thủ tục mua bán xe. Thì tuy nhiên thì đầu buổi giờ những cái thái độ phục vụ và xử lý cái hồ sơ của chúng tôi rất là nhanh chóng và tận tình. Đây có thể nói là một trong những cái mô hình gắn với việc là đẩy mạnh học tập và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ khi thực hiện mô hình đến nay thì mang lại hiệu quả cũng như là niềm tin của người dân, những doanh nghiệp và trong quá trình giao dịch tại xã Nam Giang. Để tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, huyện Nam Đàn đã đầu tư trên 5 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị trong bộ phận một cửa, mua sắm máy scan, hệ thống camera giám sát, v.v. Hiện nay 100% thủ tục hành chính của huyện được cập nhật công khai dưới nhiều hình thức phù hợp. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt trên 99,9%. 100% các xã thị trấn đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Năm 2023, Nam Đàn đứng ở vị trí thứ 8 về chỉ số cải cách hành chính, tăng 8 bậc so với năm 2020. Thời gian tới thì tiếp tục cái việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện được tốt hơn, thì chúng tôi xác định rõ là thứ nhất là phải tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về cải cách hành chính. Trong đó lấy cái công nghệ thông tin làm nòng cốt. Sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính những năm qua đã phản ánh sự thay đổi căn bản về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sự đổi mới tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Nam Đàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, minh bạch, hiệu lực hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, hướng tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị khán giả, Con Cuông là huyện miền núi có trên 61 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 9 trên 13 xã thị trấn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Con Cuông xác định việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi,
vừa là động lực thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn. Gia đình ông Hồ Anh Tuấn, thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ một vùng đất bãi bồi khoảng 0,3 hectare chỉ trồng cây ngô với thu nhập vài triệu đồng một năm, gia đình đã chuyển qua trồng 200 cây xoài Úc, đầu tư nuôi gà đen, lợn đen sinh sản trong vườn xoài. Hiện mỗi năm, gia đình cho xuất chuồng hơn 40 con lợn và 400 con gà đen, cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng trên một năm. Cây xoài thì nó dễ trồng hơn cả cây khác, là nó không chấm thì nó vẫn sống bình thường. Vừa rồi tôi là bước sang chuyển sang nuôi gà đen, gà hơm móng rồi là lợn đen. Chủ yếu là gà đen và lợn đen thì phát triển nói chung là tốt, chứ là đang nhấn rộng cho xà bay cái cách là chăn nuôi chăm sóc con gà từ khi mới nở cho đến khi con gà thịt. Là đơn vị đầu tiên được huyện Con Cuông lựa chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thời gian qua xã Bồng Khê đã lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn, trọng tâm là đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, các mô hình vườn mẫu theo chương trình mục tiêu quốc gia chung tay xây dựng nông thôn mới để được công nhận đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân tự đóng góp xây dựng 5 km đường điện thắp sáng ở các trục đường thôn xóm với tổng kinh phí trên 231 triệu đồng. Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất hiến cây, hiến bờ rào xây để làm đường giao thông, mương nước và giao thông nội đồng với tổng diện tích người dân đã hiến là 1.940 m2 đất cùng hàng trăm ngày công với tổng giá trị trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Đồng thời chỉnh trang tu sửa các nhà văn hóa thôn xóm với số tiền trên 200 triệu đồng. Thực hiện cái chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao của nhà nước thì được sự quan tâm của Đảng nhà nước cho hỗ trợ cho xi măng, sỏi. Rồi trong khi đó là chủ trương về thì coi như chúng tôi là họp toàn dân lại để phát động phong trào là nhân dân là hiến đất, hiến cây, rồi coi như là đóng góp thêm tiền để cùng với lại vận động bà con nhân dân ở xung quanh vùng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để hoàn thành cái tuyến đường này. Cho đến nay như vậy là tuyến đường đã hoàn thành, kể cả là đường giao thông và kể cả là đường điện, đường cơ. Thì nói chung sau khi làm xong cái công trình đường ngõ 35 này thì bà con rất phấn khởi, cuộc sống là có cái xu thế là khởi sắc hơn. Phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, xã Mậu Đức đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí và có 3 tiêu chí khó đạt như nhà dân cư, thu nhập, giảm nghèo đa chiều. Bởi vậy, địa phương xác định việc tuyên truyền vận động người dân xây dựng các mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao, ổn định, từng bước giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là chìa khóa quan trọng để xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đặc biệt, vận dụng các nguồn hỗ trợ từ chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách, nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình sinh kế, mô hình giảm nghèo của các chương trình mục tiêu quốc gia là cơ sở để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Đảng ủy chính quyền xã cũng rất là quyết tâm để tiếp tục xây dựng xã đạt được trong các cái tiêu chí. Trong thời điểm như thì đang lồng ghép các cái chương trình, các cái cuộc vận động, các cái tổ chức cá nhân, đặc biệt là thực hiện theo chỉ đạo xã gia nhập của huyện. Còn riêng về cái giải pháp sắp tới á, thì thứ nhất là xã là tiếp tục tăng cường hoạt tuyên truyền, vận động nhân dân là tập trung cho công tác thi đua lao động sản xuất để tăng thu nhập, để từng bước đạt được các cái tiêu chí, trong đó cái tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất, thông qua mặt trận tổ quốc đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân thực hiện tốt các công tác thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, trong đó có cái chủ trương việc làm. Trong năm 2023, bên cạnh 3.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, huyện Con Cuông đã phân bổ 2,5 tỷ đồng từ dự toán ngân sách địa phương chi mua đá, sỏi hỗ trợ người dân thực hiện làm đường giao thông nông thôn mới. Đồng thời, nhờ lồng ghép các chương trình dự án và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị toàn huyện đã có 5 thôn bản về đích nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn huyện có thêm 7 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2024 này thì huyện tiếp tục đăng ký một xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thì trong quá trình xây dựng thì huyện cũng đang tập trung tất cả các nguồn lực liên quan đến cái xây dựng cấp xã nông thôn mới nâng cao và các thôn bản đăng ký về đích năm 2024 này để đảm bảo làm sao để đạt cái kế hoạch đề ra. Trong những cái giải pháp đưa ra thì huyện cũng đã tập trung cái nguồn lực
tức là hỗ trợ về cái các chương trình mục tiêu để xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện dân cơ sở hạ tầng. Thứ hai là tuyên truyền người dân tích cực trong cái công tác vận động xã hội hóa. Có thể khẳng định, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, diện mạo huyện Con Cuông không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị loại 4 theo phương án phát triển đô thị đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện Con Cuông, Nam Đàn và Tân Kỳ đã phối hợp thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.